Thầy xin chào các em nhé. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải vòng sơ loại 1 cấp tỉnh của cuộc thi đấu trường toán học năm 2022. Đấy. Thì ngân hàng đề thì ở FPT là nó như nhau rồi ở các tỉnh các bạn. Thành ra chúng ta không quan tâm, không cần quan tâm tỉnh nào, thành phố nào. Cái em quan tâm là các dạng bài toán, rồi ôn lại kiến thức và cách giải quyết đối với từng dạng bài toán. Còn tỉnh nào thôi các em không quan tâm, nó giống nhau hết. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ở các cái vòng chung thôi, ở khu vực hay là ở các cái gala chung kết trên toàn quốc nhé. Thầy đi vào câu số 1. Quy đồng mẫu thức. Các bạn thấy mẫu thức chung ở đây dễ thấy là 2 2 nhân cho 2, 2 cộng cho 2x luôn. Như vậy là cái phân thức thứ hai cần phải nhân cả tử và mẫu cho 2 để đạt được cái mẫu đó các em. Như vậy cái tử nó sẽ là 4, mẫu là 2x cộng 2. Ta chọn, ta xem xét đáp án thứ nhất và đáp án thứ hai thôi. Thì chúng ta thấy là chỉ có đáp án thứ nhất là đúng thôi nhé, bởi vì cái phân thức thứ nhất nữa. Cẩn thận. Tiếp tục, ta có thể chọn x bình trừ 25 là mẫu chung hay không? Có chứ, nó chính là tích của hai cái mẫu này. Và thông thường nếu lấy các cái mẫu nhân nhau thì ta sẽ có một cái mẫu thức chung thôi. Có điều mẫu thức chung nó có hay hay không thì tùy bài. Còn nếu bí các em cứ lấy tất cả các mẫu nhân lại là ta có mẫu chung thôi. Rồi, để mẫu thứ hai biến thành mẫu thứ nhất thì ta cần nhân nó với lại 2 trừ x thôi là thành 2 trừ x tất cả bình. Dễ quá các em nhỉ. Rồi, x trên 3y và 4 trên xy thì mẫu thức chung sẽ là bằng 3xy các bạn nhé. Như vậy là phân thức thứ nhất ta sẽ nhân cả tử và mẫu cho x gì. Còn phân thức thứ hai ta nhân cả tử và mẫu cho 3. Phân thức thứ nhất sẽ đổi thành x bình trên 3xy. Phân thức thứ hai sẽ đổi thành là 12 trên 3xy các bạn. Câu số 5. Nó giống câu 1, giống câu đầu tiên hôm nay. Ta sẽ nhân cả tử và mẫu cho 4. Vậy cái tử sẽ thành 4x. Để các em thấy chỉ có đáp án này thôi. Vậy ta loại trừ luôn, ta lấy luôn cái này để đỡ suy nghĩ. Cố gắng trong lúc thi ta nhảy cho nó nhanh các bạn nhé. Rồi, hai phân thức cùng mẫu ta cộng tử thì 3x cộng với âm 3x là nó hết, như vậy còn lại là 5 với 7 là 12 chia 6 là đáp án bằng 2 các bạn nhé. Câu số 7 cũng vậy, 5x mà cộng cho âm 5x thì nó mất, còn lại là 7 trên 2x. Như vậy số 7 đó chính là chữ A đó, tham số A đó. Câu số 8, cộng hai phân thức này lại thì các em thấy có hai phân thức đối nhau là nó mất nè, triệt tiêu nè. Còn lại hai đơn thức đồng dạng là cộng lại là ra 5xy bình phương trên xy. Rút gọn tiếp, x với x, y bình với y là ta còn 5y. Vậy các bạn nhé. Câu số 9 thì hãy điền cái thứ thích hợp vào trong cái dấu ba chấm đó. Thì cái tử đó chính là tổng của hai cái tử bên này á mà. Thì ta lấy hai cái tử bên kia cộng lại đi. 3 trừ 4y cộng 3x trừ 2. Thì các em thấy chỉ có số 3 và âm 2 là đồng dạng thôi. Nó sẽ thành 1 đúng không? Như vậy đáp án là trừ 4y cộng 3x và cộng cho 1. Nhìn nha, coi chừng hoa mắt đó. Đó chính là đáp án số 2. Nó giao hoán hai cái hạng tử này lại nè các bạn. Cẩn thận á. Lớp tớp và chọn đáp án 1 là ra đi á. Câu số 10 dễ quá, 2x cộng với âm 2x là hết. 1 cộng 5 là bằng 6, 6 chia 3, 6 phần 3 là được 2. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc thì thành hình thoi. Quá đúng các bạn nhé. Các em về coi lại dấu hiệu nhận biết hình thoi đi ha. Hình bình hành mà một ngày đẹp trời hai đường chéo nó vuông góc thì trở thành hình thoi thôi. Nó thành phản xạ thôi. Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có hai cạnh bằng nhau. Cái này sai tầm bậy. Tôi lấy ví dụ hình chữ nhật các bạn ạ. Hình chữ nhật ha. Hình chữ nhật thì lấy này vẽ cho đẹp nè.
hình chữ nhật là rõ ràng là có bốn góc vuông nè, có ai cãi không? Không đúng không? Rồi có hai cạnh bằng nhau nè, đó, nhưng mà đâu phải hình vuông đâu. Nó giá như ở đây nó thêm cái chữ kề vô thì xem xét đó, có hai cạnh kề thì ổn. Như vậy đáp án này sai thì đáp án bên cạnh là đúng các em nhé. Tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau luôn thì nó sẽ trở thành hình vuông. Còn nếu ở chỗ này nó đổi thành chữ hai cạnh kề bằng nhau thì nó sẽ thay đổi cái đáp án này để thành một đáp án sai, chứ không thể là hai cái cùng đúng được. Câu số 13 các bạn. Hai đường chéo của một hình thoi. Hai đường chéo của một hình thoi. Hai đường chéo của một hình thoi thì bằng 24 và 18. Dạ, các em vẽ nhanh thôi. Đây. Đường chéo. Đó. Như vậy bài này sẽ dùng lý Vigo các em. Theo định lý đường chéo của hình thoi thì chúng ta sẽ có là bốn tam giác vuông ghép lại đó. Một đường chéo bằng 24, như vậy đây sẽ bằng 12, đây bằng 12, ráp lại đúng bằng 24. 18 thì chia đôi ra 9. Các em nhớ là hình hai đường chéo của hình thoi á thì nó vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nha. Rồi, ta dùng định lý Pythagore thôi. Cái chỗ này là x đi. À, thì ta sẽ có là x bình là bằng 9 bình cộng cho 12 bình. Đó. Rồi sau đó các em sẽ tính ra là bằng đi thi các em cứ dùng máy tính thoải mái các bạn nhé. Máy tính thoải mái, không có gì phải ngại hết á. 9 bình cộng cho 12 bình thì nó bằng 225. Rồi lấy căn nữa, cái đó là x bình thôi. Lấy căn của đáp án đó thì nó ra 15 các bạn nhé. Như vậy là này là suy ra x sẽ bằng 15. Vậy thôi, đáp án của chúng ta là 15 cm. Đây là thầy giảng cho nó hơi lâu, còn đi thi các em cố gắng nhanh gọn. Cái đó bọn lớp 7 nó dùng cảm giác nó vẫn làm được các bạn. Rồi, độ dài đoạn thẳng AB thầy đặt là x đi. Thì x đó nó rơi vào vị trí là cạnh góc vuông của cái tam giác vuông màu vàng này nè. Như vậy ta có công thức Pythagore là x bình cộng căn 6 bình ha, thì bằng căn 15 bình. À, thì các bạn sẽ thấy là x bình nó sẽ bằng căn 15 là một số mà lúc bình lên thì bằng 15. Bên kia là căn 6 là bình lên thì bằng 6. Căn 6 là số bình phương lên bằng 6 các bạn. Thì chuyển vế qua, cuối cùng nó bằng 9. X bình bằng 9 thì x nó sẽ bằng 3 các bạn nhé. À, độ dài đoạn thẳng sẽ bằng 3. Quá đơn giản. Câu số 15. Cho hình bình hành. À, cho một cái hình bình hành các bạn ạ. Rồi, hãy kéo nó xuống. Có hai đường chéo vuông góc. Trời ơi, nhìn nãy mình gặp rồi mà. Một ngày đẹp trời, hình bình hành có hai đường chéo này vuông góc thì nó sẽ trở thành hình thoi các bạn. Câu số 16. Trong các đáp án dưới đây, mẫu thức chung. Mẫu chung thì cứ lấy hai cái mẫu nhân lại thôi. Đó. Rồi các em nhân đa với đa thôi, chẳng lẽ các em làm sai không? Nhân đa thức với đa thức á, là 5x bình trừ 5x cộng 2x và trừ do thì cho 2. Ở giữa đồng dạng này thì thành trừ 3x nha. Vậy ta sẽ chọn đáp án đầu tiên các bạn, 5x bình trừ 3x trừ 2. Câu 17. Câu 17 là một cái loại y như vậy luôn. Ta lấy hai cái mẫu nhân nhau đi, 6x cộng 1 nhân x trừ 2 thì nó sẽ bằng là 6x bình trừ 12x cộng x và trừ cho 2, là nhân hai cái mẫu. Như vậy ở giữa đồng dạng là bằng trừ 11x. Như vậy ta sẽ chọn đáp án đầu tiên luôn các bạn. Câu tiếp theo, câu số 18. Mẫu thức chung của hai phương thức này thì các em cứ nhân lại thôi. 3x bình thì thi làm nhanh nha. Yx đó, ta cố tình làm rối mình à. Đây là 9x bình trừ cho y bình. Người ta cứ nhân lại. Nhân đa thức với đa thức cơ mà. Đó, 3 nhân 9 là 27, x bình nhân x bình là ra x mũ 4 đúng không? X mũ 4. Khi xuất hiện x mũ 4 thì các em giật mình. Các em thấy cái đề á, mẫu thức chung á là người ta dự kiến cho mình là cái hạng tử cao nhất của nó chỉ là x mũ 3 thôi, AX mũ 3 thôi. Mà ở đây mình ra x mũ 4 nè. Như vậy là
cái mẫu thức chung của mình chọn á, là nó chưa có phải là cái mẫu thức chung gọn nhất, đúng không? Như vậy mình phải trở hướng liền, chuyển hướng liền. Đó. Bây giờ để tìm mẫu thức chung của hai cái đa thức mà một cách chuẩn mực á, thì việc đầu tiên là các em viết lại hai cái phân thức đó mà tất cả các cái mẫu nó đổi thành nhân tử rồi. Ở dưới rút x ra, còn 3x cộng cộng y rồi 7 trừ 2x. Thì cái mẫu của phân thức thứ hai á, nó có dạng hàng đẳng thức số 3 nhé. Nó sẽ bằng 3x cộng y nhân cho 3x trừ y các bạn ạ. Đó, khi tất cả các mẫu đã phân tích thành nhân tử hết rồi thì chúng ta tìm mẫu thức chung mới dễ các bạn ạ. Tìm mẫu thức chung mới dễ. Đó, và sau này là tìm điều kiện xác định nó cũng dễ. Còn bây giờ tìm mẫu thức chung là các em sẽ lấy tất cả các loại nhân tử ghép lại với nhau. Mỗi loại lấy lần thôi. Và lấy số mũ cao nhất nó đã từng xuất hiện. Ở đây có 3 loại nhân tử nha. X xuất hiện có 1 lần. 3x trừ y xuất hiện có 1 lần. Còn 3x cộng y xuất hiện 2 lần nhưng mà là đều là mũ 1. Như vậy mẫu thức chung là ta lấy một thằng xanh lá cây nhân với lại một thằng màu tím. X nhân với một thằng màu tím với lại nhân với lại một thằng màu xanh dương đó. Đây chính là mẫu thức chung này các bạn. Để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy là nó bằng x nhân cho 9x bình trừ cho y bình rồi nhân vô thì bằng 9x mũ 3 trừ cho x y bình phương. Giờ các em nhìn lại so sánh nó với cái này đó, thì các em thấy là a nhỏ chính là số 9 các bạn nhé. Đấy, tất nhiên là thầy giảng cho nên nó có cảm giác là hơi dài các bạn nhé, nó cảm giác hơi dài chứ lúc mà nhuyễn rồi các em làm nhanh lắm, nó diễn ra tích tắc trong đầu các em thôi. Và để có được những cái kỹ năng đó thì nếu muốn, nếu hứng thú, các em hãy tham gia những khóa học của thầy ở trên trang web là buinguyenluan.com các bạn nhé. Còn fanpage Facebook của thầy là Toán Thầy Luận, các bạn lên internet các em gõ tìm kiếm là nó ra liền à nhé. Rồi chúng ta qua câu số 19, mẫu thức chung. Một lần nữa các em hãy đổi các cái mẫu thức chung này về dạng mới mà các cái mẫu đã phân tích thành nhân tử rồi ha. Thì ở đây chỉ có cái phân thức thứ hai á là nó chưa phân tích thành nhân tử thôi, thì nó sẽ đổi thành 2 trừ x mũ 3 tất cả trên x cộng 2 tất cả bình. Đó. Như vậy chúng ta xét 3 cái mẫu này, x cộng 2, x cộng 2 tất cả bình và x, thì nó chỉ có 3 loại nhân tử thôi. Mỗi loại ta lấy 1 lần là mũ cao nhất đã từng xuất hiện. Chữ x ta lấy 1 lần, nó xuất hiện có 1 lần mà. À xin lỗi, ở đây có 2 loại nhân tử à, đó là x với là x cộng 2 thôi. X xuất hiện có 1 lần. Còn x cộng 2 xuất hiện 2 lần, một lần mũ 1, 1 lần mũ 2, vậy ta lấy mũ 2 là mũ cao nhất để làm mẫu thức chung đó. Đó là mẫu thức chung các bạn, x nhân x cộng 2 tất cả bình. Như vậy đó chính là đáp án số 3. Câu số 20 các em nhé. Câu số 20, lại cái trò đó. Hãy lấy cái mẫu thứ nhất ra, 2x cộng 2 phân tích thành nhân tử, rút 2 còn x cộng 1. Hãy lấy cái mẫu thứ hai ra, đây là mẫu thứ nhất nè. Mẫu thứ hai là gì? Là x bình cộng 2x cộng 1 thì nó bằng x cộng 1 tất cả bình. Đó, hàng đẳng thức số 1 đó. Còn cái mẫu cuối cùng thì nó đã là dạng nhân tử rồi các em nhé. 2x là 2x rồi. Rồi giờ ta tìm mẫu thức chung nè. Đối với phần hệ số thì ta lấy bội chung nhỏ nhất của các hệ số đã từng xuất hiện. Ở đây các hệ số có số 2 thôi, xuất hiện 2 lần thì ta lấy số 2 luôn. Còn phần nhân tử có chứa biến á, thì chúng ta thấy là nó chỉ có 2 loại nhân tử thôi, là loại x là loại thứ nhất, loại thứ hai là x cộng 1. X cộng 1 xuất hiện 2 lần, một lần ở phía trên này là mũ 1 này, còn lần dưới này là mũ 2. Thì mỗi loại ta lấy 1 lần và cái mũ là mình lấy cái mũ lớn nhất đã từng xuất hiện nha. Như vậy đây là mẫu thức chung các bạn nhé, 2x nhân x cộng 1 bình phương. Như vậy việc đầu tiên là các em phải làm cái đoạn này đã. Đó, trong các khóa học của thầy, thầy sẽ hướng dẫn các em cái phản xạ đó rất là kỹ. Câu số 21, cho biểu thức quy, tính biểu thức quy. Thì biểu thức quy nó nằm ở vị trí số bị trừ ha, thì nó sẽ bằng 3 cộng 4x là giống như hiệu á, cộng cho số trừ tức là cộng cho 5x trừ 2 phần 3.
Rồi cái này các em quy đồng đi. Quy đồng là cộng tử dưới mẫu thôi ha. Cái phương thức này ta quy đồng là nhân cả tử và mẫu cho 2 nhé. Nhân cả tử và mẫu cho 2 để quy đồng mẫu giống bên kia. Đó. Như vậy nó sẽ thành là 10x trừ 4. Đó. Rồi cộng với cái tử bên kia nữa. 3 cộng 4x cộng với bên này kéo mẫu chung là 6 các. Như vậy kết quả là 4x cộng 10x là thành 14x. Còn 3 ở đầu trừ 4 ở đuôi là thành -1 phần 6. Đáp án chính xác là đáp án cuối cùng. Câu 22. Các em cố gắng làm nhanh nha. Rồi tiếp tục. Ở đây nó có cái trị tuyệt đối nè. Mà ở lớp 7 mà bạn nào không có học kỹ trị tuyệt đối á thì lên lớp 8 đụng những phần này chúng ta hơi bị thiệt thòi ha. Rồi các bạn để ý là x nó lớn hơn 1 nha. Ở đây thầy có một cái đòn hơi ăn gian một xíu nhưng mà rất hiệu quả các em. Thầy không khuyến khích làm điều này đâu nha, bởi vì nó là mẹo chứ không phải là cái bản chất. Đó là gì? Đó là các em chọn đại một số x lớn hơn 1 cho thầy. Ví dụ như các em chọn số 2 cho thầy đi. Ví dụ chọn số 2 nha. Thì các em thay vô đây. Thay vô. Hơi thô thiển các bạn ha. 3 nhân 2. 3 nhân 2 á là 6. 6 trừ 1 là 5. Giá trị tuyệt đối của 5 thì bằng 5 luôn, 5 phần 2. Cộng cho các anh bên cạnh là 2 cộng 2 là 4, 4 phần 4 là bằng 1. Như vậy là cuối cùng M nó sẽ bằng là 7 phần 2 các bạn ạ. Rồi sau đó các em nhìn bốn cái đáp án này nè. Các em lấy x bằng 2 các em thay vào trong bốn cái đáp án. Mà đáp án nào nó cũng ra 7 phần 2 thì các em chọn đáp án đó. Và lúc thay vào cuối thì nó mới ra 7 phần 2 thôi. Tức là 7 nhân 2 mà chia cho 4 ấy, thì rút gọn 2 với 4 là thành 7 phần 2 nè. Cách làm này nó hơi áy náy lương tâm xíu. Nhưng mà trong trường hợp bí quá, áp lực về mặt thời gian thì các em có thể sử dụng nếu các em thích các bạn nhé. Còn nếu các em lấy x bằng 2 thay vào cái đầu với lại cái thứ ba thì nó không có ra 7 phần 2 đâu ha? Chắc chắn rồi ha? Không tin thử lại đi chị nhá. Thầy không khuyến khích điều đó các bạn nhé. Câu 23. Trong khóa học thầy sẽ dạy những cái mẹo nữa, mẹo kiểu đó đó, để làm cho nhanh nữa. Nhưng mà thầy bao giờ cũng khuyến cáo là không khuyến khích. Câu số 23. Ta cộng hai phương thức lại và dĩ nhiên là ta phải chọn con đường nào cộng cho nó lẻ, đúng không? Thì trước hết các em rút gọn cái thằng A đã. Rút gọn A đã. Cộng hai tử lại. 3x trừ 6x là thành trừ 3x. Còn trừ 2 cộng 5 thì thành dương 3 các bạn nhé. Tất cả trên 3. Rồi các em rút 3 làm nhân tử chung ở trên tử là còn trừ x cộng 1. Nhớ diễn ra tích tắc trong đầu thôi. Rút gọn 3 với 3 thì nó còn trừ x cộng 1. Như vậy đa thức A, biểu thức A thực ra là biểu thức đơn giản đó thôi. Còn biểu thức B thì hơi mệt. Biểu thức B thì chúng ta cũng cộng tử dưới mẫu các em. Thì cái tử thứ nhất á, là nó sẽ bằng 3 nhân cho 1 trừ x bình. Đó là hàng đẳng thức các bạn ạ. X cộng 1 thì các em giao hoán là thành 1 cộng x nè. Rồi các em nhân với cái anh 1 trừ x thì nó là hàng đẳng thức số 3 đó. Thì nó thành 1 bình trừ x bình. Đó. Rồi giờ mình cộng với cái tử bên kia là 3x bình cộng 2 nhé. Trên 5. Rồi các em nhân phá ra. Nhân tử là 3 trừ 3x bình cộng 3x bình cộng 2. Tất cả trên 5. Thì cuối cùng B nó ra rất gọn các bạn. Hai cái thằng ở giữa là triệt tiêu. Hạng tử đối mà. Còn 3 cộng 2 là 5, 5 chia 5 thì được 1. Vậy B bằng 1 các em. Cuối cùng B bằng 1 thôi. Như vậy mình lấy A cộng với B. Tức là lấy hai cái kết quả cuối cộng lại với nhau. Thì đáp án nó sẽ ra là trừ x cộng cho 2. Đó chính là A cộng B các bạn nhé. Đó, đáp án nào? Đáp án đầu tiên các bạn. Hai hạng tử này nó giao hoán lại là thành cộng 2 trừ x đó mà. Câu số 24 nhớ. Phải nhanh nhé. Rồi. Ở câu 24 thì ta phải quy đồng. Mẫu chung là x bình trừ 1 luôn. Mẫu chung là x bình trừ 1. Như vậy là cái thằng phương thức thứ nhất á, là các em sẽ nhân cả tử và mẫu của nó cho x trừ 1 các em ạ. Đó, tổng thì nhân với hiệu nha. Hiệu nhân với tổng là thành hạng thức số 3 thôi.
Như vậy nó sẽ thành x1 trên x bình trừ trừ 1. Rồi sau đó đem cộng với cái phương thức thứ hai nữa. Đó, thầy làm tắt luôn. Cộng với lại 2 trên x bình trừ 1 nữa. Thì cuối cùng nó sẽ bằng là x cộng 1 trừ 1 cộng 2 thành dương 1. Trên x bình trừ 1 thì thầy lại phân tích thành nhân tử để rút gọn với tử nếu được. Mà đúng rút gọn được em. Hai cái tử, cái tử và cái mẫu có nhân tử chung là x cộng 1 đó. Vậy cuối cùng nó chỉ còn lại là 1 trên x trừ 1 mà thôi. Đáp án đúng là câu A. Nha. Thực ra nó có một cái mẹo làm nhanh hơn nhiều. Nhưng mà thầy cũng không khuyến khích làm. Trong khóa học, trong các khóa học của thầy sắp tới, thầy sẽ hướng dẫn đầy đủ từ phương pháp chính thống cho tới các cái mẹo để làm nhanh. Nha các bạn nhé. Các em theo dõi trang web buinhuanluan.com này, tham gia nếu thích, còn không thì theo dõi các cái video của thầy là cũng đủ giỏi rồi các bạn nhé. Và đối với những cái kỳ thi trắc nghiệm như này thì đôi lúc chúng ta cũng cần phải dùng những cái mẹo các em ạ, để mình chiến thắng được mặt thời gian thôi. Tất nhiên là về mặt bản chất kiến thức mình cũng nắm vững rồi, không có gì phải áy náy hết. Câu số 25 cũng vậy thôi các bạn. Quy chuyển vế đổi dấu thôi, nó sẽ bằng 3x trừ 2 trên 8. Bên này là một đa thức âm, chuyển vế qua bên phải thì đổi dấu thôi. Cộng 3 cộng x tất cả trên 2. Thì ta nhân cả tử và mẫu của anh phương thức vừa rồi cho 4 để quy đồng nha. Như vậy cuối cùng là tử là thành 3x trừ 2 cộng cho 12 cộng 4x, còn mẫu chung là thành 8 nha. Cuối cùng tử sẽ thành 7x cộng 10, mẫu thì là 8. Như vậy đáp án của chúng ta là 7x cộng 10 trên 8 các em. Câu số 26. Bạn hãy chọn đáp án đúng, đọc cái đề cho kỹ. Rồi, các bạn vẽ nhanh cái hình ha. Ở đây thầy có sẵn cái hình rồi nè. Cho tam giác ABC nó vuông tại A. Vuông tại A các bạn. Như vậy góc này là 90 độ nha, góc A bự này 90 độ nè. Rồi sau đó AK là tia phân giác, như vậy đây 45, đây 45. Rồi chúng ta kẻ KM, KN vuông góc với hai cạnh. Chân đường vuông góc thì cái kiến thức này quen thuộc rồi. Như vậy là tứ giác AM KN nó là tứ giác có ba góc vuông. Như vậy nó trở thành là hình chữ nhật các bạn nhé. Rồi nó lại có cái đường AK là phân giác nữa của cái góc A nữa, như vậy nó trở thành là hình vuông các bạn ạ. Hình vuông. Cái hình màu xanh nó trở thành hình vuông. Và khi nó thành hình vuông rồi nhá, thì hai đường chéo phải vuông góc với nhau. Tức là MN nó phải vuông góc với lại AK các bạn nhé. Cố gắng là trong lúc làm bài các em vẽ hình thật là nhanh ha. Còn đây lúc thầy giảng thì vuông góc các bạn, MN sẽ vuông góc với AK vì đó là hình vuông mà. Ta chọn đáp án đầu tiên luôn. Câu số 27. Rồi các bạn vẽ cái hình đi, vẽ hình đi nhanh. Rồi lần này ta có tam giác bình thường thôi, tam giác ABC là tam giác thường thôi các bạn nhé, không có phải là tam giác vuông đâu. Rồi ta có AH là đường cao, Y là trung điểm của AC, M đối xứng H qua Y. Như vậy là Y sẽ là trung điểm của HM. Rồi người ta hỏi là AHCM là hay là không phải là hình chữ nhật. Cái này vẻ hình ra các em thấy luôn rồi gì nữa mà, đúng không? Như vậy là AMCH nó sẽ tạo thành một cái hình chữ nhật các bạn ạ. Quá đẹp luôn á. Hai đường chéo nó cắt nhau tại trung điểm mỗi đường từ giả thiết đề cho, như vậy nó là hình bình hành. Mà hình bình hành này lại có cái góc vuông ở phía chân H này. Hình bình hành có một góc vuông thì nó là hình chữ nhật như nữa. Nhá. Rồi câu số 28. Cạnh của một hình thoi đó là bằng 16. Vậy thầy vẽ đại một cái hình thoi đi. Vẽ đại một cái hình thoi các bạn nè. Đó. Rồi ta vẽ hai cái đường chéo xuống, hai đường chéo của thằng hình thoi thì phải vuông góc với nhau các bạn nhé.
và hai đường chéo lúc vẽ ra thì nó sẽ phân cái hình thoi đó thành một cái hình gồm có bốn cái tam giác vuông đấu lưng lại với nhau. Đó, đó là cái phản xạ các em cần phải nhớ. Cạnh của hình thoi thì ta lấy cạnh này luôn đi. Lấy ven ven chỗ cái tam giác màu vàng là 16. Rồi một đường chéo thì giả sử là đường chéo ngang đi, đường chéo ngang nó là 20 cm đi. Thì lúc đó là một nửa của đường chéo là bằng 10 cm các bạn. Đó. Hai đường chéo hình thoi thì cắt nhau tại trung điểm mỗi đường ha. Và vuông góc với nhau. Như vậy ta dùng định lý Pythagore để ta tìm cái cạnh góc vuông còn lại của tam giác màu vàng á, là x bình sẽ bằng 16 bình trừ cho 10 bình. 16 bình mà trừ cho 10 bình. Thì các em cứ ấn máy tính thoải mái các bạn nhé. Nếu thầy không lầm á, thì nó bằng 256 trừ cho 10, trừ cho 100 chứ, là bằng 156. Như vậy x sẽ bằng căn của 156 các bạn. Đây x nè. X là nửa đường chéo của một nửa của đường chéo còn lại. Một nửa là bằng cái đó thì cả đường chéo nguyên vẹn thì gấp đôi lên thôi. Như vậy đáp án là 2 nha. 2 nhân với căn của 156. Đó là đáp án cuối cùng các bạn. Câu 29. Câu 29 cũng là một câu quen thuộc từ giờ cho tới lớp 9 các bạn hay gặp lắm. Các bạn để giải quyết câu 29 á, thì từ B á, các em kẻ một cái đường vuông góc xuống cho thầy để phân cái hình thang vuông đó thành hai hình, một hình chữ nhật là chữ nhật này và một hình là tam giác vuông các bạn nhé. Ở cái hình chữ nhật á, nó có ba cái vuông mà nó là hình chữ nhật, thì ta bê cái số 6 ở trên xuống, hai cạnh đối hình chữ nhật thì bằng nhau. Nguyên cái đoạn DC bằng 11 mà DH chiếm 6 thì thằng bên cạnh là chiếm 5 cm. Rồi x này là cạnh AD, thầy bê qua đây luôn, hai này sẽ bằng nhau, cạnh đối của hình chữ nhật thì bằng nhau. Và từ đó mình sẽ tìm được x ở phía bên cái tam giác BHC các bạn, bằng định lý Pythagore thôi nhé. X bình là sẽ bằng 7 bình trừ cho 5 bình các bạn. 7 bình là 49, 49 trừ 25 các bạn thì nó ra 20 24. Như vậy x sẽ bằng căn 24 các em ạ. Đó, ta lấy đáp án thứ nhất. Đó là suy ngẫm đi. Đó, trong các khóa học của thầy sẽ có đầy đủ các cái loại bài này. Câu số 30. Các bạn vẽ hình nhé. Cái bài này cái hình nó giống y như cái hình hồi nãy các em, nó đổi tên các cái điểm thôi nha. Tam giác MNE đó, bình thường có MH đường cao, F trung điểm ME, G đối xứng H qua F, như F là trung điểm HG ha. Như vậy một lần nữa là các bạn lại có là cái tứ giác là MG, MG EH sẽ là hình chữ nhật các bạn ạ. Bởi vì hai hình chéo cắt nhau tại trung điểm, mỗi đường thì nó là hình bình hành mà có góc vuông nè, thì sẽ thành là hình chữ nhật thôi. Mà hình chữ nhật thì bốn góc đều bằng 90 độ nha. Như vậy là góc HMG cuối cùng sẽ bằng 90 độ các bạn ạ. Đó. Chưa có gì là khó khăn cả các bạn, dễ ha. Như vậy thầy đã giảng cho các em toàn bộ các cái câu trong cái đề sơ loại cấp tỉnh rồi đó nha. Các bạn có thể tham khảo thêm các cái khóa học của thầy ở trang web buongluon.com nếu các em thích nha. Và trong các cái vòng sắp tới thì thầy nghĩ là kiến thức chắc chắn nó sẽ có cái độ hay và độ khó nó tăng lên. Chào tạm biệt các em, bye bye nhé.